Rồi, hello anh em nha. Tối nay mình lên cho anh em bộ lửa 84 FT gần. Giá dễ thương nha anh em. Bộ lửa 84 FT gần này tối nay mình bán cho anh em giá chỉ 1 triệu tư thôi nha. 1 triệu tư, lửa nguyên zin hết nha anh em. Qua lăng thì dạng vừa vừa thôi nha anh em, chứ không phải là tệ. Đó, cũng đèn cũng lửa nguyên zin, dây chui đẹp không cắt nói gì hết nha. Bộ này mình bán 1 triệu tư cho bộ lửa 84 FT gần ha. Anh em nào có nhu cầu thì alo mình nha. Đây. À, răng cỏ là siêu đẹp luôn. Vỏ lăng nè, vỏ lăng là vẫn là si zin nhưng mà màu dốt dốt nha anh em đó. Nói chung là bộ này là giá rất là ok, chỉ có 1 triệu tư thôi đó. Bộ này mình bán 1 triệu tư nha, 1 triệu tư nha anh em đó. Còn cuộn đèn cuộn lửa nè, mình bao với anh em là cuộn đèn cuộn lửa nguyên zin, bao sống bao xài ha. Đó. Tất cả mình bán là trước khi bán anh em là mình có đo kịp hết rồi, anh em cứ yên tâm thoải mái nha anh em. Rồi, cần cái alo mình nha.